Em xin chào các bác đã đến với Nguyễn Vũ Audio nhà chúng em nhá. Nay em xin giới thiệu cho các bác một con siêu phẩm đến từ nhà Onkyo, có mã là X9A. Đấy, các bác có thể nhìn qua, chiêm ngưỡng qua cái hình thức của em nó. Rồi, đây là dòng loa có chất liệu là gỗ sơn phách ly phủ bóng. Đấy, các bác có thể nhìn xem hình thức của nó rất là đẹp. Em nói đây đẹp là đẹp so với các cái hàng bãi. Đấy, bởi vì nó không thể so sánh với cái hàng hàng mới được. Bởi vì thứ nhất là giá của nó rất là rẻ rồi, mà nhập về đây thì cho các bác chơi là quá là hợp lý rồi. Và đấy. Đấy, các bác nhìn xem. Loa có công suất là 70W, trợ kháng 4 ohm. Và đặc biệt là em nó được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy, các bác nhìn xem Make in Japan này. Đấy, Make in Japan này. Các bác biết ấy, cái dòng Onkyo này thì thường sản xuất tại Malaysia hoặc các nước thứ hai. Ví dụ như là Trung Quốc vì giá nhân công của nó rất là rẻ. Đấy. Quay trước cho các bác nhìn này. Loa thì được trang bị cái dòng tép, dòng chép đom, tiếng sáng ở trong. Đấy, các bác nhìn lùi xuống một xuống, nhìn xuống một tí thì các bác có thể nhìn thấy là cái cặp bát này thì to, cái đo chuẩn hãng thì nó là bát 15 nhưng đánh mềm. Đấy, các bác nghe những cái dòng nhạc là bolero, nhạc vàng hay là cái gì đấy thì nó đánh rất là chuẩn luôn. Giá của em nó là 1 triệu 6. Nhưng mà hôm nay thì em khuyến mãi đầu tuần cho các bác, ngày nóng nhá. Khuyến mãi đầu tuần cho các bác, giá là em để cho các bác là 1 triệu 450. Thì mọi thông tin liên hệ thì các bác gọi qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Đây, em cho các bác nhìn qua hình thức lần cuối này. Các bác nhìn con bát này to chưa? Đấy, tép này, đây là mã sản phẩm bên em các bác nhá, là X9A này. Quay lại cho các bác nhìn này, các bác nhìn thông số kỹ thuật đấy, Made in Japan này. Đây, số series nhà em đây các bác nhá. Nhưng mà các bác không cần nhớ số series này đâu. Nhớ con mã sản phẩm cho em là được. Rồi alo cho bên em để lấy cặp loa này nhá. Rồi, em chào các bác.